Wi-Fi ở một nước văn minh mà phát triển như thế mà yếu hơn Wi-Fi Việt Nam à? Tại vì mình ở ngoại ô anh. Anh biết ở ngoại ô mà, tại vì anh biết Mỹ đó, tiền nào của nấy à, Đúng đâu rồi, phải nào. không đúng rồi. Mình nghe có một người ở đây nói là lợi binh ở nơi sơ, có nhà xa vùng xa xôi hẻo lánh. Rồi đúng, biết rồi, biết là vùng xa xôi hẻo lánh. Rồi ok. Đi quay lên giải minh mà lên phản biện mà đưa nói về cái đời sống xã hội Mỹ á, có nhiều những thành phần mà chống cộng cực đoan bên Mỹ họ rất là bực mình đấy, họ không có hiểu những người mà sống ở vùng ngoại ô. Các anh chị các bạn biết, đi càng đi ra ngoài vùng ngoại ô, không phải là chính phủ hay là họ đến đó họ sẽ kéo điện, kéo nước, kéo điện thoại wifi cho mình đâu. Anh chị em các bạn biết, lợi mình sống cả 10 năm đó, nó mới kéo cái wifi, cái internet về đó. Lúc trước là xài 3G không á, lúc trước chạy mạng 3G mà chạy trả tiền mất xỉu luôn, cho nên cũng phải xài tại vì công công việc mà. Rồi sau này mình nó mới người ta cỡ đông lên á, nó mới kéo về cho được cái wifi mình muốn chơi ở cái mạng internet á, mà nó chỉ chạy được có 40 mét thôi, nó không chịu kéo cái tốc độ cao hơn nữa. Nó không chịu, nó khôn lắm mấy thằng mà công ty rồi của Mỹ, mà nó đâu có ngu đâu. Không phải Việt Nam, có nhiều người lên trên này bảo là ô tại sao mà dân ở vùng sâu vùng xa Việt Nam mà nhà nước cộng sản không lo này kia, ở bên Mỹ là người phải tự lo đó. Anh đi ra đó anh chấp nhận anh ở cái vùng ngoại ô, cái khu đó đó là anh tự làm đường máy cài, rồi anh tự kéo đường kéo lộ, kéo điện kéo nước anh xài anh à. Còn chính phủ nó chỉ xè tay ra đóng thế cho xè tay ra đóng thế cho tao. Hãy anh mà cất cái nhà lên mày phải đóng thế. Anh làm gì anh cũng phải đóng thế, mà hãy anh bỏ miếng đất đó thì anh đóng thế hết trơn, mà anh xây cái nhà lên anh đóng thế khác. Nói chung là không phải giống cái kiểu dân chủ tự do nhân quyền giống như kiểu mấy ông trên mạng này, mấy ông mà chống cộng cực đoan bên Mỹ nói ở trên mạng này đâu. Giống như nãy tại ngồi nghe anh Tyson anh thét chết rồi, hồi nãy nghe anh Tyson anh nói rằng là Mỹ có nhân quyền tự do dân chủ lâu rồi. Lâu rồi khi nào anh Tyson anh nói cho tôi nghe, lâu rồi khi nào anh nói anh trả lời được không? Khi nào tôi nói anh, từ khi mà ông George Washington là cái ông mà cha đẻ của nước Mỹ đó, ông đọc cái bản tuyên ngôn độc lập, mọi người đều có quyền bình đẳng mưu cầu hạnh phúc đó, cái bản tuyên ngôn độc lập của ông đọc rất là hoành tráng. Mà tôi hỏi anh, hơn 50 năm về trước nước Mỹ có nhân quyền không, có tự do, có dân chủ không? Không, chỉ toàn là dân Mỹ trắng thôi, toàn là dân da trắng thôi. Ông ông Luther King ông phải xuống ông đấu tranh, ông đòi sự bình đẳng cho những cái dân tộc thiểu số, anh thấy không? Nó đâu phải giống như anh nói đâu, cái wifi bên này nó yếu nữa rồi phải không, hình như là vậy đó. Tôi thấy nó đứng hình, các anh chị các bạn thấy đó, đâu phải là mạng internet ở bên Mỹ nói là ở bên Mỹ là cái gì cũng ngon hết đâu, không có đâu. Ở trong thành phố, những người mà ở trong thành phố, tại vì người ta xây, người ta lấy thuế và đóng những cái lệ phí nó cao rồi, nó có hết rồi thì anh được hưởng thôi, anh tới anh hưởng cơ gì, như là anh cũng phải đóng đóng vào những cái phí đó cho nên anh hưởng thôi. Còn anh ở ngoài ô như tôi á, anh được có hồng. Bởi vì tôi nói ngay cả trước nhà tôi nè, tôi quay bây giờ nè, các bạn muốn tôi đi ra coi, các bạn coi con đường đất vẫn còn, tại vì chính phủ nó đâu Đúng có rồi. xây nhà, bây giờ ở cũng đâu nó có xây. Nó nói bây chừng nào mà nhà đủ cái số lượng ở lên hết á, rồi mà người cả một cái khu đó người ta mới đi, có nghĩa là giao lại cái quyền đó cho chính phủ, rồi thằng chính phủ nó Nhưng mới lấy mà thuế rồi nó mới chỗ xây. trước nhà lợi binh, xin lỗi, trước nhà lợi binh thì lợi binh có ngoài ra để quay có wifi không? Có 3G thì có quay được không? Được, được, đi ra Rồi nổi. ra quay, rồi ra quay cho mọi người xem. Dạ này đúng rồi, để rồi mình ra quay cho anh chị em xem đường đất đó Rồi. nha Rồi được rồi. chứ không Xa xôi giống như nơi xa xôi hẻo lánh mà. dạ đường đường đất trước nhà các chị các bạn với chính phủ đó xây lên hết à. Rồi được. Cái nãy để 3G Đó. nó đâu, nó Rồi không để phải giống 3G đi. như những cái thành phần mà chống cộng cực đoan tụi bao que là nó lên trên này nói ô tôi ở Mỹ là chính phủ phải lo hết cái này cho dân này kia, không có đâu, không có chuyện đó đâu. Bớt nằm mơ đi, bớt quan tưởng đi. Các bạn thấy đó, nhà đường đất, tại vì phải nãy tôi lấy chiếc xe tôi chạy, các bạn coi ở nguyên khu luôn,
Đấy, đúng đúng là đường đất Không có xây đâu. Các bạn thấy. đó, đúng rồi. Nó đâu có xây đâu. Nhà chừng nào mà trụ đỡ 20 Đó, năm đúng đó. rồi. Điện là điện phải tự kéo về hết. Ở Mỹ mà rồi nói như anh thay anh Tyler với bên anh gì đó. Anh Sơn Tây Tyler gì Ừ, đó. dừng tay. Anh nói là anh Sơn Tây rồi dạ. Anh nói là Mỹ có nhân quyền tự do lâu rồi. Oh. Anh nói nào ông Martin Luther King á, ông phải bị bắn một viên đạn vô đầu để đổi lấy cái nhân quyền tự do và dân chủ. Nó quất ông một viên đạn vô đầu mà cái bập bà Rosa người da đen á, bà ngồi trên xe buýt đó là anh chị các bạn biết hả, tụi mì trắng á, nó đuổi bà xuống, nó đuổi bà, nó nói là bà không có được dân da màu, không có được ngang hàng với dân da trắng. Mới có năm mấy năm gì, nếu mà tính ra tới nay thì khoảng năm mấy năm, khoảng gần 60 năm mà, nó năm mấy năm mà, tôi cho năm mấy năm Đó. chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Còn mà tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền ở Mỹ á, nó có cái khuôn khổ pháp luật của nó. Tôi nói giờ tôi mở cái tivi lên là nó Mỹ nó có cái Federal Communication Commission, có nghĩa là cái tụi FCC, nó mở cái tivi lên là giờ nào phải phát cái truyền hình phim ảnh loại nào anh mà phát tầm bảy tầm ba ngược giờ á là nó phạt má, anh nhìn không ra luôn á. Các bạn thấy đâu phải đâu, còn Việt Nam mình truyền hình truyền tivi người dân đồ báo đài đồ nói tùm lum tà la, mạnh ai nó giết, mạnh ai nó nói, lâu lâu hay là cái gì đó đụng tới vấn đề an ninh quốc gia chính phủ mới sờ gáy thôi. Anh chị em các bạn thấy Việt Nam mình, tôi nói mà tự do dân chủ nhân quyền mà Đúng rồi, ngôn Mai luận theo Dương đúng. kiểu Mỹ áp dụng Việt Nam á, anh bằng và tất cả chỉ có ngồi khóc thôi. Một tháng này là dân Việt Nam xếp Anh ngay chỉ ngồi tổng biểu khóc tình thôi, ấy. tại vì không Tôi phải giống nói như anh, bây giờ nếu mà dùng, tôi bảo anh nhá, bây giờ dùng cái luật pháp của Mỹ áp dụng cho Việt Nam thì cỡ khoảng gần một tháng sau toàn thể nhân dân Việt Nam đứng lên tổng biểu tình. Chắc chắn là đấy, không cần phải kêu gọi. anh nghĩ đi, tới nỗi mà ở bên bên này gì là nói chung tất cả cái gì nó đều có cái luật của liên bang hết à, mà anh tư nhân quá, nhưng mà phía sau đó là nó có cái luật của liên bang, hoặc là luật của liên bang ràng buộc vào trong đó, hay là luật của tiểu bang nó ràng buộc vào trong đó. Ngay cả người đi hớt tóc bên Mỹ cũng vậy, những cái người họ đi hớt tóc vậy đó, như anh Tây Sơn nè, anh phải có một cái luật của state, có nghĩa là cái luật của tiểu bang nó áp dụng cho anh vào những cái luật, anh phải hớt tóc người ta như thế nào, anh phải có bảo hiểm, anh phải một cái liability, anh phải có cái giấy phép thành nghề, anh phải đóng thuế license tax, anh phải đủ thứ hết trơn à, chứ đâu phải giống như là anh Tây Sơn anh lên đây anh nói rằng Mỹ thế này thế nọ đâu, rồi mấy anh bảo rằng Việt Nam không có nhân quyền tự do dân chủ. No, Việt Nam tôi nói hiện nay ngay cả tôi đi về đi đi về về á, với người Mỹ á, mấy đứa trẻ trẻ nó ngồi trên máy bay đó, kỳ này tôi phỏng phỏng vấn tụi nó thấy thương lắm, nó nói tao thích nước của mày tao muốn qua, nó nói nó mang ba lô đi chơi thoải mái, nó không có bị ràng buộc gì hết trơn, nó rất là thích. Ngay cả những người già của Mỹ vậy nữa, ngồi trên máy bay nói sao bà không đi mấy nước khác, bà qua nước tôi làm chi vậy, nó tao thích cái người dân, nó nói người dân của mày á, thân thiện và cái muốn đi đâu đi không có phải sợ. Ở bên Mỹ mà sau 10 giờ cái nó vắng tanh ở những cái đô thị mà lớn á, người ta đi ra người ta sợ lắm. Các bạn thấy nhà cửa bên Mỹ á, nó cũng phải cổng rào, các bạn thấy cửa trước nó gọi là phá đó, phá trong phá ngoài, deadbolt, chứ không Này, phải giống như này Lệ Minh, ở đây coi như là thằng dắt gái nó đố Lệ Minh như này. Thế nó đố Lệ Minh nào. cầm cờ mà đi ở Cali coi như 10 phút thì nó trả cho 5.000. Thì Lệ Minh trả lời sao? Đấy. Đó. Tại vì có cái luật đó trong cái cộng đồng nào thì anh ở cộng Đúng đồng rồi. đó, ví dụ như tôi Lợi Minh
tôi ở vùng tôi không có liên hệ gì tới cộng đồng Việt Nam, nhưng mà tôi vô đó mà tôi đúng quậy, tôi quấy phá đó, về tôi phạm đúng luật, rồi, tại vì cái cộng đồng nó của anh, khiêu khích đúng không anh, khiêu về khiêu tôi khích đúng rồi. anh Vâng. tôi khiêu khích anh nó không đúng, không có đúng, ngay cả gì đó tụi FBI mà nó ra nhà tôi cũng vậy nữa. Nó cái vụ mà mấy thằng ba que nó ra nhà tôi nó quậy đó, nó kêu tôi cố gắng kiềm chế, tụi nó nói gì kệ đó, đừng có khiêu khích lại tụi nó, nếu mà tôi khiêu khích lại tụi nó đó là tôi sẽ mắc mưu tụi nó còn nói với tôi mà. Bởi vì mấy tụi nó đi ra ngoài cái chỗ mà chi kỳ ho nó biểu tình rồi á, nó phản đối lại Minh rồi á, anh chị em các bạn thấy đó, nó kêu thằng FBI nó kêu tôi đó, đừng có cầm cờ ra đó mình khiêu khích nó, tại mình khiêu khích nó là mình sẽ bị thua nó, tại vì cái thằng Mỹ đó, nó gọi là số đông, nó lấy số đông, tại tụi nó đông hơn tôi có một mình à, làm sao mà tôi có cái đủ cái phiếu để đặng mà thắng nó. Nó gọi là dân chủ, cái kiểu nó Anh là lấy thịt đè người mà. anh là Vinh, vâng, anh cho tôi 1 phút tôi nói Hùng Lân. Bây giờ mai kia mày về Việt Nam, tao cho, Dạ. tức là tao cho mày có 1 triệu, 1 triệu đô la, mày mặc quần áo, mày cầm cờ vàng, mày đứng 5 phút ở trung tâm Sài Gòn. Tao cho mày 1 triệu đô la, chỉ cần đứng 5 phút, cầm cờ vàng 5 phút. Đấy. Bố nó Thách, tao cho 1 triệu đô la thôi. Đấy. Đứng 5 phút thôi. Ở trung tâm Sài Gòn. Không phải 5.000 đô la, tao cho 1 triệu đô la luôn. anh bằng thấy thằng Will Will Nguyễn nó về tới phi trường á mà nó không có mặc Vâng. đồ gì hết mà khiêng chổng bốn cẳng lên luôn. Khiêng nhỏ bốn bốn cẳng chổng lên mà lôi như con chó, còn thua con chó. Nó mặc cờ vàng chắc là thằng này chắc là dân xuống hồ quá, săn với ruộng quá. Mấy mấy thằng mà chấm cộng ở trên mạng này, tụi mà bao que đồ ở bên Mỹ này, tụi nó quan tưởng lắm anh bằng ơi. Nó rất là quan tưởng. Anh thấy mấy thằng mà trong nước nhiều đứa nó mặc đồ bao que đồ này kia, anh thấy đi ra đường có đứa nào mà đi về mà nguyên vẹn cái mặt đâu. Tôi lên trên mạng tôi xem có thằng sưng bên này thằng bể mặt bên kia, kỳ đó anh thấy con nhỏ mà gì Hạnh Lê gì đó, nhỏ gì đó, con nhỏ Lê Mỹ Hạnh đó, quýnh con nhỏ thấy tội gì đó luôn, ý là đá nó đấm mà thấy mà ở trên mạng mà tôi coi kỳ đó thấy mà thấy tội nghiệp chưa rồi. À, Ôi dạ Lê Lê Mỹ Hạnh dạ. Hạnh bị đánh ở Bởi anh quận cho bằng 2. nói mấy cái chống cộng mà cực đoan bên Mỹ, mấy ông như anh chân tay cũng vậy, anh là công dân Pháp, anh là người ở bên Pháp, anh qua Mỹ, anh di cư mà, anh là người Việt Nam mà anh qua Pháp, anh Pháp xong rồi anh qua Mỹ di cư mà, cho nên anh thần tượng nước Mỹ thôi chứ anh đâu có biết nhiều gì lịch sử Mỹ đâu. Tôi không nghĩ như vậy, cái cách của anh nói vậy, ngay cả đa số những người mà chống cộng cực đoan Mỹ họ không có hiểu nhiều về lịch sử Mỹ, họ không có biết, họ chỉ ngồi đó họ tưởng tượng Mỹ đi làm cực khổ về rồi có miếng ăn rồi vậy thôi, mua được cái nhà cái xe rồi cái lên mạng rồi cái nổ, nghĩ là ô tôi là Việt kiều Mỹ là tôi ngon lắm nha. Lào chết bà cố luôn ba, cuối năm hay là một năm mới có được cái vé để đặng mà đi chơi Đi về Việt chứ. Nam. Dạ anh bạn thấy đây hôm tuần rồi, cách đây hơn một tuần đó tôi có đi phỏng vấn một cái anh đó, ảnh ở Mỹ hơn ba mấy năm mà người ta làm lương rất là khá và ổn định đó. Anh nói với tôi là có vợ anh ngồi luôn á, vợ anh nói, ổng nói với tôi là bà bắn tôi giờ tôi cũng về Việt Nam mà, ổng bán nhà về Việt Nam ở luôn anh bằng, ông nói ông về bển chiều chiều ông ra bến Bạch Đằng ông ngồi nó thoải mái nó vui, ông nói làm mấy chục năm làm bao nhiêu năm nay vất vả rồi mà anh thấy thấy tội lắm. ông này tôi nhớ ông ngày xưa ông chống cộng cực đoan, ông lúc mà tôi phỏng vấn ông không cho nhìn mặt, ông không cho tôi quay lên mặt, tôi nhớ cái ông nói cái tên là tôi mới chực nhớ cái bước ra ngoài, lúc mà xong rồi bước ra ngoài ông mới nói tôi nè, tôi nhớ anh quen quen nha anh Lợi, anh có phải là Lợi Minh tại nhà anh không? Cái đó đúng rồi. Lúc đi ra ngoài thì ông mới dám nói lên. Tôi nói hèn gì à, anh không cho tôi quay quay mà thấy mặt anh.
Anh cười lắm. lúc nào mà ví dụ còn gặp lại anh chưa về, anh cho địa chỉ tôi chứ, hôm nào anh về là ra Bến Bạch Đằng rồi tôi lại phỏng vấn anh. Ổng bán, ổng nói là cuối năm nay là ổng về luôn đó, ổng bán nhà bán cửa bán hết. Ổng nói với bà vợ, ổng nói bà theo tôi theo, còn không theo thì thôi bà ở bên Mỹ. Ổng nói vậy, ổng mệt quá ổng chịu hết nổi, ổng nói giờ tự nhiên thấy thấy phê quá. Ổng nói giờ, nói bây giờ sao cuộc sống bên này thấy, ý là làm lương cũng ổn định lắm á, chứ À, giỡn đâu, lương xin lỗi 100 trả ngàn lời đâu mà. Hùng dân trí. Nói chung là hiện nay ấy, 1 triệu không ấy, 1 triệu đô ấy, cái nhà anh chỉ riêng cái nhà anh hiện nay là cỡ khoảng 1,5 triệu thôi. Đấy. Anh ở quận nhất luôn, em cầm cờ ra chỗ nhà thờ Tướng Bà 5 phút thôi. Nha. Cầm cờ ba ba que, anh coi như là anh trả trả anh bán nhà anh trả 1 triệu đô. Khu nhà của anh Bằng là khu đó là đụng vô là trái tay mà. Nói chung mà giờ Trái Việt lại. kiều bây giờ về Việt Nam là chơi với dân Việt Nam không có cửa đâu. Tôi nói giờ nói cái chữ Việt kiều nghe nó xấu hổ, chứ thật ra thì bây giờ đời sống cái đất nước nó thay đổi và đổi mới, kinh tế phát triển, Việt Nam kinh tế phát triển từng ngày từng giờ. Tôi đi đi về về thường xuyên lắm anh chị các bạn biết, nhiều khi 2 tháng 3 tháng về là thấy nhìn con đường mà phố khu phố những cái nơi mà nó đô thị đồ á, nó thay đổi. Vừa rồi tôi về á, nhà ông anh tôi đó, ý là tôi cũng đi về thường xuyên á, mà đi về vừa rồi tôi kiếm nhà ông một buổi luôn, nói ủa cái nhà anh hổm có cái dừa đây, có cái đường đi vô nhỏ xíu mà sao nó mất tiêu rồi, tại đường giờ nó bự ra, nó đốn cái dừa mất tiêu rồi, nó làm đường, người ta làm đường, người ta nâng cấp hạ tầng cơ sở rồi lên đường xá rồi đâu có đó, bây giờ xe Này, ô tô xe hơi chạy vô tận nhà luôn. Vũ Sư Hùng Lân cảm thấy ở bên đấy nghèo quá, bây giờ ham 1 triệu đô la với bằng mẹ thôi, thôi chết thì tao lấy 1 triệu đô la cũng được, hoặc là gãy tay gãy chân coi như liệt liệt cũng được đấy, thiếu tiền thì khổ vậy. Rồi về đây khổ ở bên Mỹ rồi. Lân này ổn đấy bà, mấy tay này nổ bà, bây giờ xưa rồi, nói chung bây giờ nhiều người bà con mà kiều bào mà ở hải ngoại người ta nhìn nhận, người ta thấy đất nước đổi mới phát triển. Tại vì sao, nói là nhiều người họ không dám lên tiếng sợ tụi nó chù dập, Đúng họ cũng muốn sống yên ổn với làm ăn. Chứ rồi. tôi nói bữa tôi nói chuyện với anh mà tôi nói là Haru Trần, bây giờ Haru Trần gửi lời mời đi, vì Haru Trần hiện nay không không có cam, không có camera. Rồi cứ nói là mới. nếu có ai lên thì anh Bằng mời nha, nếu có ai lên Bằng mời để Rồi họ nói nói. cỡ khoảng 5 phút nữa, căn nói 5 phút nữa. Rồi Rồi sẽ rồi, mời. nếu có ai lên mời họ lên để cùng nhau mình anh em chia sẻ Đúng để rồi, mình đúng học rồi. hỏi lẫn nhau. Nói chung anh chị các bạn, nhiều người Việt bên này đó họ cũng muốn an phận, họ không muốn đụng vô mấy cái ổ kiến lửa mà của những người chống cộng cực đoan ở bên này. Bữa mà tôi nói chuyện với cái anh đó đó, xong rồi ông mới biết tôi là Lê Minh đó. Ông nói thiệt, ông nói à, ông bắt đầu ông bắt đầu ông Bình ông quay qua nói tôi nói ông nói Lê Minh nói như vậy là đúng á, tôi đồng ý. Ông bắt đầu ông phải nhán nhán ông, mà cái tôi kêu Cơ bản là bây giờ ông sắp về Việt Nam rồi, chứ ông phải nói thế hiểu đó anh bạn biết không, đúng đó, tôi cười quá chừng đó, bây giờ anh mới chịu nói ra. Cái ông bắt đầu ông mới kể, rồi giờ ông mới kể nói biết không, hồi mấy cái tiệm mà bán buôn của mấy người Việt ở trong cái khu mà người Việt á họ khổ lắm, gia đình người ta chỉ đi đi về về Việt Nam thường xuyên, người ta đi qua đi lại, người ta thăm thân nhân rồi giờ gia đình vậy, mà nó xuống nó cứ lấy sơn nó phá cái cơ sở làm ăn của người ta. Rồi cái gia đình, tôi không muốn xin lỗi, tôi không nói tên cái nhà hàng đó, mất công nó tội nghiệp người ta anh chị các bạn phải không, khi nó lại nó xịt riết rồi á, phải xuống dưới chỗ cộng đồng của người Việt cái vô đó phải xin lỗi nó mới chịu tha cho người ta, nó khốn nạn đến độ như vậy á anh chị các bạn biết. Bởi vì ở trong cái khu mà của cái ổ của tôi nói đó, tụi nó hả mà nó giống như cái băng đảng giang hồ của nó vậy, mình mà cái gì mà nó không thích hả là nó phá không làm ăn được. Năm xưa cái anh Trần Cường như tôi đã kể anh chị các bạn thấy đó, nó quốc ảnh ổng vắng dữ Đúng dắt rồi. luôn mà. Có nghĩa là nó kéo mấy chục ngàn người xuống cái ổ của nó, mà nó biểu tình nó đập tiệm nó đánh ổng rồi nó phá nó làm dữ dằn lắm kỳ đó. Nói chung là đó là đợt đợt biểu tình đầu tiên đó, cho nên tụi nó bị sai luật, nó bị phạt đâu mấy chục ngàn đô á, cái tụi cộng đồng nhà Việt Nam Cali cái đợt đó đó.
các bạn biết hả, nó bút ổng văng vô vách rồi ổng phải bỏ hết đi về Việt Nam sống đấy rồi về bả. Cho nói Rồi. chung các bạn khi mình cũng thông cảm, ok, có người lên vậy. Rồi rồi xin xin mời, mời.